Quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu? Trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ. Hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn xảy ra bi kịch mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ, rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh rồi qua đời. Trong thôn ai cũng thở dài cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn, vì ông chồng mất chưa đầy một tháng thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bán thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con gồm trai lẫn gái và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu họ sắp 2 người một bang luân phiên chăm sóc mẹ, nhưng chẳng bao lâu vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường đổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng 3 nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến. Có lần 3 cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào mới nghe bà thều thào: "Mẹ đói, mẹ đói." Thế là họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ 3 nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng lớn tiếng quát: "Trời ơi, mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa. Trời đất ơi, làm vậy á khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó." Nhờ 3 cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, 3 cô con gái thừa dịp 3 chị dâu đi vắng bèn luồn tay vào sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời 3 chị là dối trá. Thế là hôm sau 3 cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghí, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với 3 cô con gái: "Tụi con mà không đến thì tụi nó cơm nước cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay được ăn ngon quá." Mấy ngày sau, 3 cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn thì bị 3 con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo: "Mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn rồi không chịu cứu mẹ nha. Các cô á mà làm cho mẹ chết á thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á thì hãy rước về mà lo, đừng có mà cho ăn mà không chịu cứu mang à." "Trời ơi, nếu có hiếu á thì đem về nuôi đi,
mỗi lần tới đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn rồi đi hoài, ai chịu nổi. Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sự dẫn thân bỏ mặt mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sống lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu nhưng trở thành bán thân bất toại. Sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới một tháng thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não được 12 ngày. Hai người này chưa xuất viện thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở nhưng toàn thân xương cốt đa phần đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra người mẹ chết chưa đầy năm thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người bình: trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. Một đồn 10, 10 đồn trăm, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn một năm thì chết. Sau đó nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể rằng cháu trai cháu gái nội ngoại của bà đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật pháp để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không thiên lý trừng phạt công minh, kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một đều thọ ác báo. Đây thật là vạn sự vạn vật trên đời đều đang thuyết pháp. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiện thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính, nếu không một khi ác báo tới có hối cũng muộn màng, muộn màng, muộn màng. Tuần thất đầu tiên, mùa đông năm 2009.
cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô, vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu sĩ là bà Vân bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà thực khiến cho người ta phải đau lòng, là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần đó trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi: "Mẹ, phải mẹ đâu không?" Mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi. Khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân Ngô Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ nói dòng hương đài và tướng quân Ngô Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết." Lúc đó mẹ của cô nói rằng dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngô Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. "Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả?" "Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo, ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy Ngu Đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác, kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề.
có ngờ đâu chẳng hiếu kính, như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi: Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà, hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ, anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con vì gả con cho người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên chồng cô hét to lên một tiếng: Ôi mẹ ơi! Lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi: Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Chợt cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa: Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã, xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hải hùng, nằm trùm mền run lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt. Đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu. Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính, chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá. Nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, dấn châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu.
Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi á, từ đây về sau con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai nếu con tu chí thành thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ, công đức con tu viên mãn thì mẹ cũng được sáng lay, đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi, tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa, mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi, ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đắc lạc. Đắc lạc. Đắc lạc. Vì sao cô đi tu? Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu, tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Long, nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặt tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên chào hỏi. Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ? A Di Đà Phật, được ạ. Tôi lên tiếng. Thưa cô, trong cô còn rất trẻ, vì sao lại muốn xuất gia? Thế là vị sư nữ trẻ tuổi này đem câu chuyện có thực đáng sợ do mình đích thân chứng kiến kể lại cho chúng tôi nghe. Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dả. Từ nhỏ tôi chỉ cắm sách đi học, mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì tôi làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này tôi chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm công việc cơ quan chính phủ.
con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có ba mẹ thân thuộc yêu thương, gia đình êm ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố, khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc 46 tuổi. Lúc trước, ông làm ở công ty lương thực, sau đó thì chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu chức vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó ông chơi cổ phiếu bị thua đậm, hôm đó chỉ trong 15 phút mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m, sắc da như màu đất, hình dạng giống hệt như lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay đây là ông tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều đi đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu không chịu nổi, mà dù nhắm mắt thì cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường nên cử người theo canh chừng suốt ngày, mà tình huống tôi nhìn thấy bọn họ không ai thấy, nên dù tôi có nói, có diễn tả cách mấy thì cũng không ai tin. Tôi có muốn trốn ổng thì cũng không trốn được. Tôi tức quá, tôi đi máy bay đến Bắc Kinh hay đi Thanh Đảo thì ổng cũng bám theo. Cảnh tượng này nó hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là từ sau khi ổng chết, cứ 7 ngày là tròn 1 tuần, mỗi khi qua một thất, trước mắt tôi lại lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục chỗ ông thọ khổ. Thấy ổng bị hành hạ thê thảm đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tốt kéo đến lôi hai tay ổng nhét vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ổng kêu la thảm thiết. Khi tay ổng được rút ra rồi á, nó cong vẹo, đỏ như sắt nung lửa, người ổng co rúm quắt queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông trân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo là tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đau phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân, vân vân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, đâu biết làm sao mà để cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng thắng cảnh hiện, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tướng mạo trang nghiêm, thù thắng không có gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt. Thần tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái dạng bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quan Âm tha thiết bảo: "Con phải niệm Phật nha." Rồi ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lay tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho nghe cảnh mình thấy Quan Âm. Vậy là chúng tôi đi mua hương, lư và tượng Quan Thế Âm. Lúc đốt cây hương đầu tiên thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt hợp thành nhất thể với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi nghe ngài dạy: "Hãy đến Bảo Hoa Tự đi." Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Vậy á, là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự. Sư trong chùa giống như biết trước tôi đã sẽ đến, vừa gặp tôi liền nói: "Ta đợi con lâu lắm rồi." Sư còn nói con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông tổng. Khi đó tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Tôi còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi: "Ông tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào một cõi súc sinh rồi." Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường gần đó, tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt. Tôi không hiểu vì sao nó lại có chuyện này. Về đến chùa thỉnh giáo sư phụ, ngài nói: "Con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó, thân thích bằng hữu. Vợ đi khắp nơi tìm con lừa nhưng không tìm được." Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa xúc dây trói chạy đến cổng chùa, mặc cho người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi: "Bên ngoài có con lừa tìm cô đó." Tôi vội chạy ra ngoài cổng. Con lừa vừa nhìn thấy tôi lại kêu lên và chảy nước mắt. Tôi nói nó: "Người là tổng giám đốc ít phải không? Nếu phải á thì gật đầu nha." Nó nghe và hiểu lời tôi, liền gật đầu. Sau đó tôi nói:
tôi quy y cho người. Hãy lắng nghe nha. Tôi liền làm theo những cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho lừa. Làm lễ xong tôi nói, bây giờ á, hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước rồi tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi rồi nhìn ông chủ, y như muốn bảo tôi đây là ông chủ nó. Tôi hỏi ông ta, con lừa sinh lúc nào, thì ông nói ngày tháng năm. Tính ra đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng. Lúc đó tôi tin chắc đây là ông tổng. Từ địa ngục thoát ra, xin vào lại xúc vật nhân gian. Sau đó người nhà ông tổng đến chùa con lừa, đem nó đi phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 700.000 vạn. Nhưng ông tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả. Cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này, và người ở trong công ty đều tận mắt chứng kiến, thì ông phó tổng giám đốc công ty liền tự nói với ngân hàng trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty vẫn còn tiền dư. Thân nhân bằng hữu các đồng nghiệp của tôi, sau khi sự cố đó đa số đều quy y Phật môn. Do tôi đích thân trải qua sự kiện này, tôi vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật, không dối. Thầm hiểu, luật nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Vì sao ông tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản, nhưng một khi chết đi rồi thì chẳng mang theo một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đem theo. Từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế, tính ra các loài vật từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi xuống nước, không gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, thân quyến bị đọa địa ngục thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện vẫn còn rất cảm xúc, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt. Về những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy đều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thật rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạc vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Từ Trí, lời người dịch. Đọc báo ứng hiện đời, chúng ta thấy rằng người đời mắc bệnh đa phần đều được quy vào các tội sát sinh hoặc thân khẩu ý tạo ác. Hòa thượng Diệu Pháp luôn bày cách trị bằng việc khuyên họ dứt sát, ăn chay, và hiệu quả thường rất tốt. Thế thì tại sao các tu sĩ vốn đã ăn chay, tất nhiên thân khẩu ý cũng hằng thúc liễm, vậy mà nhiều người, thậm chí là các bậc cao đức, lại bị bệnh triền miên, đôi khi lại nặng nề và khó chữa hơn người đời rất nhiều? Xin quý vị đọc trích đoạn giải đáp sau đây của Đại sư Ấn Quang và Hòa thượng Tuyên Hóa để hiểu rõ hơn. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chương té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng,
Tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó ngài mơ thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm cùng khuyên bảo ngài, nói rằng: con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên nay phải chịu quả báo này. Nhờ phúc tu nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân thọ đến 120 tuổi, cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí khi ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn Tử Bá, người đã để lại nhục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng, cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của ngài đã từng kể rằng Hòa Thượng nói ngài sẽ thị hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng: người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn, vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng: quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng người đó đang trả nghiệp hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn trắc trở. Đúng ra đây chính là công đức tu hành của bản thân họ đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này. Đời này, đời này, đời này.